mình phải đào được một tí cục ngọc lục bảo. Mình thường phải thu thập những cái cục ngọc lục bảo và mua những cái món đồ giúp mình có thể tìm thêm được nhiều cục ngọc lục bảo hơn. Các bạn cùng xem đến cuối video để biết mình có thể đạt được 1 tỷ cục ngọc lục bảo không nhé. Và chúng ta cần phải tìm được khoảng đâu đó 1.000 cục ngọc lục bảo trước các bạn ạ. Có vẻ như anh dân làng kia là cái anh dân làng có thể đổi đồ cho mình. Ê anh đi đâu vậy ta? Ê ui sụp lên cây rồi. Xuống đây với em anh ơi. Xuống đây. Chúng ta còn một lớp ngọc lục bảo để có thể lấy được một cục thiên thạch ngọc lục bảo sao? Wow, ok. Và bây giờ làm sao để mình có được ngọc lục bảo này? Chúng ta tìm được cái gì nè? Một hạt giống ngọc lục bảo các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần đập mấy cái cây này ra thì chúng ta sẽ được đúng không nhỉ? Hay vậy. Nếu mà đi trồng chúng ta chỉ cần có được 2 cục gỗ là đủ. Bây giờ mình thử làm ra một cái cây cuốc cái nào, đặt nó ở đây, sau đó mình sẽ trồng như thế này. Không biết là cái cây này khi nào nó sẽ mọc nữa, nhưng mà tạm thời chúng ta cứ để nó ở đây đi các bạn ạ. Chúng ta làm sao cho nó có một ngọc lục bảo trước khi cái cây này nó mọc lên ta? Ui rồi mình đã đập mất một cái nữa nè. Hình như tăng thêm một cái. Hơi dị các bạn ạ. Nhưng làng không biết anh Nhân Làng có đi theo mình không ta? Chắc là anh Nhân Làng sẽ đi theo mình đó các bạn. Mấy anh cụ ơi, gì đây? Một con heo ngọc lục bảo. Chúng ta có 12 cục ngọc lục bảo rồi. Bam, và đây chúng ta có thể đổi ra được một cái thiên thạch ngọc lục bảo. Và cái này sao? Chúng ta thấy cái thiên thạch tông vào cái cây và nó nằm trên đó các bạn ạ. Với cái này chúng ta cần 81 cục ngọc lục bảo để có thể có được một cái cúp này. Vãi ca chữ. Chắc là mình cần phải tìm nhiều con heo nhỉ. Mình thấy có gì ở đây? Một lũ heo. Chúng ta có 15 cục rồi. Vô bố heo này cho mình nhiều ngọc lục bảo đây. 81 cục lận mấy chàng trai ơi. Chúng ta đã xong. Hình như là mình cần phải để ngọc lục bảo nó như thế này. Xếp cái cục này lại với nhau. Nó ra được một cái block 81 cục ngọc lục bảo hợp lại với nhau. Ngon. Đưa cái cúp đây. Chúng ta có cái cúp Emerald Miner. Và đến lúc đào được cái đống ngọc lục bảo phía trên kia rồi. Đào thôi. Cái cúp này đã một cái rơi hết tất cả cục ngọc lục bảo luôn á. Nó có bao nhiêu block vậy? Mình gần 1.000 rồi. Chúng ta đã đạt được con số 1.000 thì bây giờ mình sẽ cần phải lên được 1 triệu. Không biết mình sẽ lên 1 tỷ thì sẽ như thế nào đây, nhưng mà 1.000 thì cũng hơi căng đấy. Anh Dương Lạng đổi đồ với em coi nào. Chúng ta có thể đổi ra được một cái cục ngọc lục bảo bồn cầu hả? Nhưng mà để làm cái block đó thì cũng hơi khó vậy. Chúng ta cần phải làm như thế này, cái cục này còn phải đổi ra như thế này nữa thì chúng ta ra được 729 cục ngọc lục bảo. Chúng ta đã đổi được cái này chưa? Chúng ta chưa đổi được nữa. Oh my god, khoan, được rồi. Yeah! Đặt này xuống coi. Nó rơi ra ngọc lục bảo. Ok. Chúng ta có thể đeo vào người của mình. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà chúng ta cần tìm nhiều ngọc lục bảo á, chúng ta hãy mua cái này nhiều lên. Đấy. Như thế này nè. Thì chúng ta mới có nhiều ngọc lục bảo được. Ok, quăng cái này xuống đây. Ôi, chạy thôi. Ào. Và đào nào. Boom. Yep, nó sẽ rơi ra rất là nhiều. Chúng ta đã được hơn khoảng 1.000 rồi các bạn ạ. Ui rồi, cái tiếng nhà vệ sinh này hơi kỳ nha. Mình không quen lắm nha. Chúng ta có một cục ngọc lục bảo có thể sử dụng để đếm. Cái này sẽ tự đếm cục ngọc lục bảo cho mình luôn. Wait, cái này hợp lý đấy. Chúng ta làm cái này thêm và đổi qua cái này. Sau đó chúng ta sẽ mua cái máy này các bạn ạ. Nó sẽ tự chuyển những cái ngọc lục bảo thành cái block đó cho mình luôn. Nghĩa là vậy. Mình không biết cái chỗ farm ngọc lục bảo của mình nó sẽ như thế nào rồi, nhưng mà thôi, chúng ta có một cái đống này rồi, mình không cần phải tới đó đâu. Đặt cái này đây và đặt cái này đây. Đùm bùm bùm. Chúng ta sẽ đào cái này đi. Mình chưa lấy hết cái đống này ở đây, chắc là mình đên được đâu đó khoảng tầm 70.000 cục ngọc lục bảo á. Rồi có khoảng đâu đó 5.000 cục ngọc lục bảo các bạn ạ. Chúng ta lên được cái block này rồi, nhưng mà rất nhiều cái block này thì chúng ta sẽ ra được cái xe cùng một xíu nữa thôi à. Ok, mua thêm cái này, chắc là mua thêm 3 cái. Bây giờ mình nghĩ mình nên đi đào đá và làm ít đồ ăn cái đã. Và cái cúp này đào rất là phê nha các bạn. Ngọc lục bảo lúc nào cũng xịn mà đúng không các bạn? Các bạn thấy có bao giờ ngọc lục bảo nó giỡn đâu. Chỗ này có vẻ là một nơi khá là thú vị, chúng ta có thể có được rất là nhiều đồ ăn đây. Nhưng mà mình sẽ chào hỏi mấy anh Nhân Làng ở đây bằng một cơn mưa thiên thạch cái đã. Mấy anh Nhân Làng bơm bơm, và tôi đến chào các anh đây. Bơm bơm. Nó đổ chiếc bằng mình luôn kìa. Ok, đào cái này đi. Yep, lấy ngọc lục bảo. Giờ mình mang mấy cái này đi tặng mấy anh cho mấy anh khoái lắm á các bạn ạ. Chúng tôi có một vài cái cọng cỏ ngọc lục bảo này. Cái này hơi bị quý đấy. Bỏ qua cái này đi, chúng ta vào trong kia nè. Blacksmith, ui, cho mình đồ. Ui, mình đã được một cái cục ngọc lục bảo lớn rồi nè. Cái này có thể cho mình rất là nhiều ngọc lục bảo nha. Bây giờ chúng ta hãy có thể đổi ngọc lục bảo với anh Nhân Làng rồi các bạn ạ. Chúng ta có thể đổi cái block đặc biệt này. Cái block này có tận 6.561 cục ngọc lục bảo trong đây nha. Bây giờ mình sẽ mua một cái xe ngọc lục bảo. Ui rồi ôi, cái xe ngọc lục bảo và wow. Và cái xe này, wow, nó đang đụng vào chỗ nào thì cho nó biết là ngọc lục bảo rồi. Ok. Thế chúng ta đào như thế này sao? Oh wow, hơi bị đã nha.
ăn, trời ơi. Cái này mà tự nó biến thành mấy cục bự bự là cũng ngon lắm nha. Trời ơi, càng lượm càng nhiều là cái cục nó lên càng nhiều các bạn. Tiếp đó lượm nãy giờ hơi tốn nhiều thời gian đúng không? Mình muốn chúng ta tiết kiệm thời gian bớt đi. Chúng ta có thể có một cái món đồ nào đó giúp mình có thể hút lại mấy cái cục ngọc lục bảo không ta? Bởi vì nếu mà lượm như thế này hoài á thì hơi tốn thời gian nha. Ui, cái thứ hai là 500 và chúng ta cần một cục ngọc lục bảo có 59.000 block trong đó. Ừ, 61.000 mà lên 59.000 luôn á. Trời ơi. Như thế thì mình còn phải lao động dài dài. Đào hết cái đống này chắc là lên được nhỉ? Trừ khi nào cái dưới đây nó lên được khoảng 50.000 là được đó các bạn ạ. Ôi ơi, phải làm thì mới có ăn được các bạn ạ. Chúng ta gần đủ không lục bảo rồi, 58.000 rồi. Như lại nào? Tới đây nào? Hình như khoảng 59.000 là được đúng không? Ok, cái này bao nhiêu tiền đây? 59.000. Ok, chắc chắn là mua được rồi và bây giờ đào nó tự hút vào người của mình. Yes. Thế này thì khỏi phải lo rồi. Nó cứ tự hút vào người của mình thì mình tự đào, tự chơi, tự làm cái thứ. Ai da. Cho mình xin và cho mình xin. Ê mấy đứa nhóc. Ê đụng gì đây? Đụng chạm gì đây? Ai cho đụng? Bây giờ nè, nhiệm vụ của mình đó là chạy một đường dài như thế này nè các bạn. Đường dài rất là dài và còn nhiều ngọc lục bảo. Mình sẽ biến cái nguyên cái khu này thành ngọc lục bảo luôn. Yeah, quá dữ luôn. Ui, bây giờ mình sẽ đi qua bên chỗ này, mình cất xe cái nha, để cho nó xa cái khu này cái đã thì chúng ta mới có thể đào nhanh được. Bây giờ chỉ cần đi một đường và đào như thế này là xong. Chúng ta sẽ không sợ mình sót hay bị thiếu hay bất kỳ ngọc lục bảo nào nữa các bạn ạ. Ok, tiếp theo chúng ta còn mua gì đây? Chúng ta có thể có mua một cây gậy. Chúng ta cần 9 cái cục này để có thể lấy được 531.444 cục ngọc lục bảo để có được cây gậy này. Thì chắc là chúng ta đã được khả năng hút những cái ngọc lục bảo vào đây rồi các bạn ạ. Không phải sợ lắm. Làm trình độ lái lụi có nào lên được 530.000 đi nào. Cái xe này chắc chắn là cái xe xịn nhất Minecraft rồi chứ còn gì nữa. Nó nằm ở đâu đây nè, lên được 530.000 liền nè. Oh, 533.000, 535.000, 540.000 luôn cho nó chất lượng. Tiếp theo, mua cây gậy liền. Bam, yeah. Một cây gậy ngọc lục bảo và wow, 81 cục. Oh, yep, nó bằng 81 cục thôi. Chà. Ok, nhưng mà ít nhất như vậy thì mình có thể đi đến đâu cũng được, chúng ta không cần phải đi trên xe nữa. Ui, nhưng mà lên được 100.000 rất là lẻ. Tại sao gì nó nhân 81 lần lận. Rồi, mình sẽ biến những cái block này trở thành cái cục ngọc lục bảo xịn này luôn đi ha. Rồi ba cho nó đi một đường như thế này, biến nước, biến tất cả mọi thứ luôn. Ui, mấy anh nhân lại có biến thành ngọc lục bảo đúng không? Yep, cho mấy anh một cái ngôi nhà ngọc lục bảo cho nó giàu sang nè. Biến hình hết đi nào. Sau đó, boom. Ok, hơi lắc nha. Mỗi lần đào vậy được 300.000 ngọc lục bảo. Món tiếp theo đây cần bao nhiêu ngọc lục bảo đây? Chúng ta cần cái này, chúng ta cần 4 triệu ngọc lục bảo. Nhưng mà không có gì là khó, chúng sẽ cùng nhau đạt được con số 1 triệu ngọc lục bảo ở ngay bây giờ luôn nè các bạn ơi. Mình xin lỗi dân làng, mình đào cái mình đã được 1 triệu rồi. Chúng ta đã được 1 triệu ngọc lục bảo nhưng không có cái món đồ nào mất 1 triệu ngọc lục bảo cả. Thật là một ngôi nhà đẹp trời và quay cái mặt trăng hồi nãy là ngọc lục bảo đúng không? Có khi nào đáng không mình lên mặt trăng được không vậy? Có khi là như vậy được luôn á các bạn ạ. Yep, biến tất cả mình ơi và đi đào gấp 4 lần như vậy là chúng ta sẽ thành công thôi. Ui, nó lên rồi. Bây giờ sẽ là 1 tỷ cục ngọc lục bảo. Wow, mục tiêu này hơi bị cao luôn á nha. Tội nghiệp mấy cái nhà bên dân làng nó không còn cái chỗ nào để đi ở nhà luôn rồi. Một cục siêu ngọc lục bảo đã có. Chúng ta đổi đồ với anh này và lấy cái máy khoan ra nào. Máy khoan làm gì đây? Wow, nâng cấp cái block này lên. Bây giờ cái block này đã có khoảng tầm 729.000. Ok, bây giờ ngồi lên cái máy khoan này và hình như mình nhìn hướng nào là đào xuống. Mình sẽ lên được bao nhiêu đây? Ôi trời ơi, mình vừa mới đào được khoảng 1 triệu của ngọc lục bảo đúng lẹ luôn các bạn à. Quay ra đi, tao đâu biết là ngọc lục bảo mà nó còn đào được nữa các bạn à. Yo, what the heck, 5 triệu của ngọc lục bảo rồi. Đâu rồi, anh nhân làng của tôi đâu rồi? Tôi cần cái món cuối cùng là món gì đây? Một cái hỏa tiễn có thể gắn trên lưng mình sao? 43 triệu của ngọc lục bảo, what the heck. Ok, 43 triệu nhưng mà với cái này thì đào hơi bị lẹ. Chúng ta đi đào nào. A few moments later. Sắp được 43 triệu rồi các bạn à. Sắp lên được rồi. 43 triệu, yeah. Ok, mình có thể lên được 43 triệu 7, 43 triệu 8 và 44 triệu. Yes, đây rồi, tới lúc đổi đồ cho tôi rồi. 43 triệu là hơi bị nhiều rồi nha. Và chúng ta mua được một cái kẹt. Oh my god, chúng ta thay đổi lên đầu hả? Cái này làm gì?
Khoan, nó tự biến thành cái gì rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cần phải làm một cái xô nước. Mình nghĩ là nếu chúng ta rớt xuống mà chúng ta bị mất máu như vậy thì có thể mình sẽ chết đó các bạn à. Nên là mình cần phải làm một cái xô nước cho nó an toàn. Không biết chúng ta nên đi đâu nhờ. Hay là mình lên mặt trăng. Bữa tối mặt trăng sẽ là cục bờ ngầu lục bảo đúng không? Ui, mình lên mặt trăng là hơi bị đã nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta chờ trời tối và lên thẳng mặt trăng thôi nào. Mặt trăng đây rồi. Chúng ta phải phóng lên mặt trăng được không ạ? Yeah. Ui, mình đi đâu đây? Oh my god. Chúng ta đang ở đâu vậy? Mặt trăng là ngầu lục bảo. Đạp xuống. Ây da, cái quặng này là hơi bị nhiều ngọc lục bảo luôn á. 6,000 á, đào cái. Wow, lên được. Ui, mình lên được 12 triệu rồi kìa. Oh my god. Ok, hồi máu lại một cái. Đào một ô, mấy triệu cục luôn. Mấy cái quặng lên đây là hơi bị ghê. Anh Nhân Lạc rồi, anh Nhân Lạc có đi theo em luôn, anh Nhân Lạc. Yeah. Anh Nhân Lạc ơi, giúp cho em một thứ nha. Em muốn mua cái máy khoan này. Và bây giờ đến lúc chúng ta thực hiện cái vụ 1 tỷ của ngọc lục bảo rồi. Wow, con số sẽ lên rất lẹ đó các bạn ạ. Và chúng ta được 1 tỷ cục ngọc lục bảo. Yay. Bây giờ nó không nhận thêm luôn rồi các bạn ạ. Giga Emerald. Ui, cái này đổi được với Giang Lạc không? Không, đây là cái cục lục bảo cao nhất trong đây các bạn ạ. Chúng ta có 6 cục, 7 cục. Ok. Oh no. Quá dễ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Còn bây giờ đây, bye bye tất cả mọi người.